Em nâng mũi cấu trúc bị lệch sống mũi và lệch vách ngăn thì có sao không? Tình trạng này thì nó rất là sao chứ không phải sao nữa các bạn nhé. Bởi vì là cái tình trạng của bạn ấy thì đã nâng mũi cấu trúc rồi, nó làm ở can thiệp, ta can thiệp vào kết cấu mũi. Và cái can thiệp này khi mà ta can thiệp điều chỉnh ấy, thì nó còn nhằm mục đích là chỉnh sửa lại những cái lệch vẹo của mũi, hay là chỉnh sửa lại những cái lệch vẹo do những can thiệp nâng mũi đặt sụn gây ra mà nó vẫn bị lệch như thế, chứng tỏ là cái kỹ thuật can thiệp ta chưa tốt, ta chưa đánh giá được cái tình trạng cụ thể mũi chúng ta nó có cái đặc điểm tình trạng như nào, và cái phương án chỉnh sửa chúng ta về cái phương pháp công trình kỹ thuật thực hiện nó không đảm bảo thì nó mới gây ra tình trạng lệch vẹo như thế. Trong cái trường hợp của bạn ý thì bị lệch cả hai phần là sống mũi và cái phần sụn vách ngăn, thì trước hết là nó sẽ ảnh hưởng về tính thẩm mỹ, bởi vì là cái thẩm mỹ chúng ta mũi nó lệch vẹo, nó không đạt được tính thẩm mỹ thì chắc chắn nó bị ảnh hưởng rồi. Thứ hai nữa là cái nguy hiểm nhất, đó là nó ảnh hưởng đến cái tình trạng chức năng của mũi. Còn cái nguy hiểm hơn đó là cái việc chúng ta lệch cái phần tiểu trụ mũi này, chúng ta lệch cái phần trụ mũi và sụn vách ngăn chúng ta, thì cái phần sụn vách ngăn chúng ta thì như bác sĩ đã chia sẻ rất là nhiều rồi, nó là cái phần sụn mà nó phân chia hai bên lỗ mũi chúng ta, hai bên ngách mũi chúng ta, thì nó làm cho là hai bên cái mũi nó cân đối, nó thông thoáng để có thể là trao đổi không khí, tham gia quá trình hô hấp ở đường hô hấp trên. Khi mà nó bị lệch vẹo ấy thì nó có thể là nó chèn ép sang một bên. Thứ nhất là nó gây tổn thương ở bên đấy này, thứ hai nữa là gây phù nề, nó gây chèn ép khi là hẹp cái phần ngách mũi ở bên ta bị lệch ấy, sẽ cản trở quá trình hô hấp của đường hô hấp trên chúng ta, gây ra nghẹt mũi, khó thở. Ta phải chỉnh sửa sớm rồi nhá. Chúng ta hoàn toàn có thể chỉnh sửa lại được những cái lệch vẹo này khi chúng ta can thiệp tốt. Và thường trong những can thiệp mà bị lệch vẹo thường là do cái việc là sụn ngăn ta nó mỏng, nó yếu, mà ta cố dựng một cái thanh trụ nhân tạo lên để tạo độ cao mà ta lại nâng nó cao, nó dài quá thì nó làm cho cái sụn ngăn ta nó yếu, nó không đỡ được cái thanh trụ này cũng như là không đỡ được phần đầu mũi chúng ta, nó gây ra tình trạng lệch vẹo ấy. Thì khi chúng ta sửa lại thì chúng ta phải làm sao nó vững được sụn ngăn này, làm dày sụn ngăn này lên và cái tạo độ cao của đầu mũi nó cũng vừa phải phù hợp thôi. Thì tối ưu nhất là chúng ta có thể là can thiệp lấy sụn sườn tự thân, nó làm một cái sụn tự thân cứng mà nó có thể là tạo hình lại toàn bộ sụn ngăn của ta để tạo nên cái sụn ngăn nó cứng, nó vững, nó thẳng cho chúng ta hơn. Tùy theo cái tình trạng cụ thể của chúng ta, nếu mà cái sụn ngăn nó đủ vững thì chúng ta có thể kết hợp sụn nhân tạo và thụn thai thùng bì được, để trong cái phương án nó nhẹ nhàng hơn, nó có thể chỉnh sửa lại thẳng được các bạn nhé, để giúp cho cái mũi nó đạt được tính thẩm mỹ tốt hơn cũng như là an toàn lâu dài hơn. Các bạn có thể nâng mũi cấu trúc mà gặp phải tình trạng bị lệch vẹo hay không, hãy để lại bình luận video tình trạng mũi của bạn nhé.